Trong hai ngày 15 và 16 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, thảo luận thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 và một số nghị quyết quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, đại diện Đoàn Hội thẩm Nhân dân, đại diện các ban đảng, lãnh đạo các ngành đoàn thể của thành phố, các đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân 16 phường xã, đại diện cử tri các phường Đô Vinh, Mỹ Hương, Đài Sơn và Mỹ Đông. Chủ tọa kỳ họp có ông Kiều Nhân Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và tập trung công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Song với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã hoàn thành 10 trên 12 chỉ tiêu. Trong đó, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên 16.280 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách thành phố đạt 663 tỷ đồng, đạt 117,9% kế hoạch. Trong đó, thu theo phân cấp của tỉnh đạt 314 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 4,7%, đạt 100,3% so với kế hoạch. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và môi trường của thành phố trong năm qua cũng đã đạt nhiều kết quả phấn khởi. Chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục ngày một nâng lên. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dân số kết hóa gia đình thực hiện đạt 100% kế hoạch. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả. Hộ nghèo giảm 0,35% và cận nghèo giảm 0,36% so với năm 2019. Thủ tục hành chính được rà soát phù hợp với thực tế của địa phương, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững. Giao quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu. Năm 2021 tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm tập trung huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, phát triển đột phá thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại 2, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trước những dự báo về thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong năm 2021, tại kỳ họp cuối năm 2020, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2021 với 12 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% đến 12%, thu nhập bình quân đầu người trên 93,2 triệu đồng trên người trên năm, thu ngân sách thành phố trên 576 tỷ đồng, tổng mức đầu tư toàn xã hội 4.000 tỷ đồng. Diện tích cây xanh đô thị đạt trên 9 mét vuông trên người, tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 99%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%, cận nghèo còn 3,5%, 100% phường xã đạt tiêu chí về y tế. Ngoài ra, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng khác, gồm nghị quyết phê duyệt phương án chi bổ sung ngân sách năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2019, nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách thành phố Phan Rang Tháp Chàm năm 2021, nghị quyết về kế hoạch phân bổ ngân sách thành phố năm 2021, nghị quyết về chủ trương đầu tư năm 2021, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 5 năm 2021-2025 và nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố trong năm 2021. Đồng thời, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 với đồng chí Trần Minh Nam và miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Xuân Thu do chuyển công tác khác.